Tại công văn số 410 ngày 25 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ sở y tế của địa phương tối giản quy trình thủ tục để tạo thuận lợi cho người mắc COVID-19 khai báo, xét nghiệm, được xác nhận tình trạng bệnh mà không cần phải đến trạm y tế. Trong đó, một biện pháp được khuyến khích đó là khai báo, gửi kết quả xét nghiệm qua mạng xã hội. Biện pháp này đang được phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào tiên phong triển khai và mang lại hiệu quả bước đầu tích cực. Phát hiện dương tính sau khi test nhanh tại nhà, người đàn ông này chỉ cần gửi hình ảnh qua Zalo cho trạm trưởng trạm y tế phường và được hướng dẫn xác nhận ca bệnh và có quyết định cách ly gửi về tận nhà. Sau khi test mà tôi lên hai vạch thì tôi cũng chủ động điện cho đồng chí trạm trưởng y tế và tôi gửi luôn cái hình ảnh tôi bị hai vạch là dương tính. Ngày hôm sau tôi nhận được cái quyết định cách ly của Ủy ban nhân dân phường do đồng chí tổ trưởng tổ phố mang đến tận nhà. Khi có kết quả âm tính thì tôi gửi ngay cho bằng Zalo cho đồng chí trạm trưởng y tế và báo cáo luôn là tôi đã âm tính và xin ra cho tôi cái quyết định tiếp tục đi làm trở lại. Chúng tôi không phải ra đến phường, cũng không phải ra trạm y tế. Nếu người nhà tự lấy xét nghiệm ở nhà thì phải gọi qua Zalo hình ảnh chúng em nhìn thấy và những cái kit test đấy chúng em phải nhìn thấy kết quả xét nghiệm thì chúng em mới có thể khẳng định được. Chúng em sẽ hướng dẫn bệnh nhân là không phải ra nữa và không đi ra ngoài nữa, cách ly tuyệt đối tại nhà thôi. Cái danh sách F0 này chúng em sẽ gửi sang bên Ủy ban phường. Bên Ủy ban phường sẽ chịu trách nhiệm là làm quyết định cách ly F0 tại nhà cho bệnh nhân, sau đó là gửi về các tổ trưởng tổ dân phố. Nhiều trường hợp đã áp dụng cái thông tin qua Zalo gửi hình ảnh xét nghiệm dương tính hai lần thì chúng tôi cũng có thể cho vào trường hợp F0. Cái thứ hai, những trường hợp mà điều trị tại nhà sau 7 ngày qua cái thông tin, một là quay Zalo, hai là chụp hình ảnh xét nghiệm âm tính thì chúng tôi cũng khẳng định đó và là cũng đã là kết thúc điều trị. Những ngày gần đây, phường Bần Yên Nhân ghi nhận khoảng 200 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, trong đó khoảng 30 trường hợp khai báo gửi hình ảnh xét nghiệm qua Zalo cho nhân viên y tế của phường. Số lượng khai báo qua mạng chưa nhiều nhưng cũng góp phần giảm tải cho 9 nhân viên của trạm. Ngoài các số điện thoại Zalo của trạm y tế được công khai, cả 5 tổ dân phố đều lập các nhóm Zalo chung để người dân có thể dễ dàng gửi thông tin, hình ảnh. Người dân thì đa phần là cái tiếp cận cái công nghệ thông tin bây giờ là cũng rất là nhanh và phổ biến rồi. Vì vậy giảm được cái áp lực cho ban chỉ đạo, rồi giảm áp lực cho những bộ phận tuyến đầu, tránh cái việc mà tập trung đông người, rồi tiếp xúc giữa người bệnh và người khỏi bệnh với nhau. Và chúng tôi chủ động được trong cái việc mà gửi kịp thời về thời gian cho các trường hợp công nhân hay là người dân mà có cái cần cái giấy xác nhận, cần cái quyết định cách ly.